xin kính chào toàn thể anh chị em cũng như mọi người đang có mặt tại khu vực Xích Đu Vòng. Một ngày mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an, đúng thứ bảy, máu chảy về tim. Đây là anh Trương Quý. Anh xích thủ câu lạc bộ Xích Đu Vòng đang bắt đầu lên xích. Đấy, úi giời. Vừa lên đã Santo rồi. Wow. Xa xa là xích thủ, úi giời, đi ngang đấy. Anh đi ngang đi để em quay ngang xích nhá. Wow. Đấy, đu nó phải phê thế đấy, phê. Quá đẹp luôn. Chú vòng này hôm nay có mặt thật khác là dốc rồi. Xích Đu Vòng trên dây bây giờ và ngay lúc này chủ tịch câu lạc bộ Đào Đức Thịnh, một chủ tịch đang duy trì câu lạc bộ Xích Đu Vòng tại công viên Yên Sở. Anh ấy thường xuyên có mặt tại sân ring để duy trì và động viên mọi người cùng tập luyện môn Xích Đu Vòng, một môn thể thao có 1-0-2. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Mà mọi người lưu ý nhá, anh Đào Đức Thịnh này còn có biệt danh là Gấu Bắc Cực. Đấy, hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng và trải nghiệm thế nào gọi là Gấu Bắc Cực. Quá đẹp, quá. Một màu áo xanh để lan tỏa đến chị em phụ nữ trong câu lạc bộ. Và cũng nhờ tôi gửi gắm lời chúc sức khỏe đến tất cả các chị em nhân dịp quốc tế, nhân dịp phụ nữ Việt Nam có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đúng, xứng tầm là Gấu Bắc Cực. Đâu Gấu Bắc Cực, Gấu Bắc Cực ở đâu? Vâng, đúng. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Làm trai cho xứng nên trai.
chậm tập cô gái. Vâng, đúng là vẫn MC chưa đập ma đập cưới của nhóm ấy, bỏ là chết đấy. Rồi, đập mạnh. Đấy, thấy chưa? Thấy uy lực hơn chưa? Tại vì em tập chạy rồi thì cái chân em cái lực nó rất là mạnh. Đấy, kinh ngập. Quá đẳng cấp luôn rồi. Ăn luôn rồi, co mạnh tay phải, thả luôn. Co mạnh tay trái, thả luôn. Không cần giơ tay ra vội, cứ từ từ đến lời giờ. Tiếp. Rồi. Đạp chân, lắc người đi, lắc hông. Rồi, hôm nay không gian rất là đẹp rồi. Như sân gôn Đồng Mô. Úi giời. Cứ khởi động đã. Hôm nay chuyển sang tay kia. Online. Đã uy lực rồi đấy. Thế là vẫn quen cái kia đúng không? Hơi xuống, xuống. À, vẫn lên được, giỏi đấy.